Cổ Mộ thân pháp nhẹ bổng, sở trường động hình chi thuật, lấy song kiếm làm vũ khí tiêu diệt kẻ địch một cách vô hình. Võ đan cất giữ tinh túy thái cực, nương nhờ nội lực phát ra kiếm khí, sức sát thương hơn trăm bước. Nga mi kết hợp cửu dương cửu âm đến chí dương chí âm, cung thủ vẹn toàn, chuyên tấn công xa, khiến kẻ địch tiến thoái lưỡng nan. Thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, dịch cân tẩy tủy, kim can hộ thể, quyền pháp côn pháp lấy cương phục nhu, sở trường chiến đấu gần. Võ đan cất giữ tinh túy thái, thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, dịch cân tẩy tủy, kim can hộ thể, quyền pháp côn pháp lấy cương phục nhu, sở trường chiến đấu gần. Nè, con heo này, mặt trời sắp lên đến giữa rồi mới chịu dậy hả? Nè, thử mùi vị của thị tình ra, cho ta đích thân hái thử, xem có ngon không? Tránh ra, tránh ra! Không phải để tỉnh mình giấu, không có chút chở. Hai chuyện vui trong đời người, tỷ thí võ công thắng Long Cô Nương, tình cảm chiến thắng Long Cô Nương. Ây à, sư phụ nhẫn tâm bỏ ta một mình ở đây làm con mồi. Đáng tiếc, một cô gái yêu quý như ta, làm sao có thể đối phó? Hỡi thế gian, tình là gì? Mong người có tình. Ba năm không khai trương, hễ khai trương là ăn ba năm. Sức chứa cực lớn, cho nên ngươi cứ yên tâm. Chỉ sợ ngươi không đủ đồ. Không sợ ta không có sức chứa. Thank you.
trời sinh ra nhân kiệt, có chết cũng phải là anh hùng. Nguyện sống chết cùng Tương Dương. Hôm nay cho dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng không nói. Nhưng mà nói trước nha, chúng ta không có đánh vào mặt. Trước để ngươi chạy mất, xem như ngươi có chút bản lĩnh. Lần này ngươi không... Loại boss nhận trang bị cực phẩm và dược phẩm thương thành, mau luyện cấp để tăng thực lực bản thân đi. Sau này còn chuẩn bị cướp boss nữa. Ma Kiếm là boss thứ nhất khi ngươi hành tẩu giang hồ, đánh bại hắn đi. Tất cả boss địa phương đều có thể rơi ra trang bị cực phẩm và dược phẩm. Kiếm ma độc cô còn lại đệ nhất thiên hạ, vẫn phải chôn kiếm nơi này. Quân hùng thế mạnh, trường kiếm phát huy, không thẹn là anh. Chân tướng mãi mãi cũng chỉ có một.
sao ngươi không may mắn vậy? Vạn an tự đâu phải nơi người nói đến là nói đi chứ.